Xin chào quý vị anh chị và chú quay trở lại kênh với Phú. Hôm nay thì Phú đi đập quán được Phú thì đi thêm vài cái đồ nó đang và một số sự linh tinh khác. Thì ở đây có một cái bộ là bộ series 3 301, có luôn móc luôn quý vị ạ, móc treo đấy, phải móc đế đâu, móc treo. Thì con này giá khá là hợp lý. Nói chung về Việt Nam thì nó sẽ rơi vào tầm rẻ hơn một chút so với cái hàng ở Việt Nam bán một chút đấy, thì đó một triệu hơn đó. Cả cước quý vị thì nó cũng khá to nặng. Đây sẽ quay cho quý vị cùng xem. Đây thì gọi là Bossare 3 for karaoke này, để cả karaoke. Em sẽ quay cái loa lại xem cho quý vị cùng xem. Thì nó cũng nhìn ngoại quan nó cũng khá là đẹp quý vị, cũng tầm ngoại quan này thì cũng khá là bắt mắt rồi, không có xước bong gì đâu. Em sẽ để cái máy một chút để quay lại cho quý vị cùng xem lật phía sau này. Đây quý vị, đây là phía sau của cái loa này quý vị, Mobiling Mode Series 3 nhé, Series 3 quý vị. Hàng này thì trước giờ ở quán, tất cả quán em đi thì giờ mới gặp một lần ở quán đấy. 250W 8 ohm nha quý vị nhé. Và đây là con bên phải, bên trái thì ở phía sau ạ. Đấy quý vị, phía sau nó một con vậy đấy nhé, không phải là một con, nó một đôi nhé. Thì design USA, lắp ráp thì assembly thì Mexico, đó là made in Mexico nha quý vị nhé. Có 301 series 3. Đấy, trước giờ mới gặp một con ở quán đấy. Còn còn lại thì anh em cũng săn ở các cái trang đấu giá hoặc là các cái người quen của người Nhật, người ta mua bán được, chuyên mua đồ audio người ta mua được. Chứ còn ở quán đồ cũ thì hầu như là không có. Trên có hai móc đấy, căng thì cũng còn khá là đẹp. Em sẽ quay lại và tháo cái căng ra cho quý vị cùng xem. Đây quý vị, đây là một đôi người ta treo, có móc treo như vậy luôn. Đây, đây sau khi em mà tháo cái căng để nó ra đây quý vị. Căng xong thì cái loa trong còn rất là đẹp, không có vết xước rách gì cả. Còn cái trên này thì nó bị mốc thời gian, thì cái này lau đi nó sạch thôi. Hai cái loa tép này. Đây, nói chung con này em cũng khá là bất ngờ, lâu ngày em mới ra quán. Khá là bất ngờ vì có một em Boss 301 Series 3 luôn quý vị ạ. Thế nên em sẽ bách về và để nghe. Quý vị nào có nhu cầu thì để lại thì em sẽ để lại cho. Trước mắt thì em sẽ lấy con này về để nghe đã. Để hàng thực sự là nói là hàng hiếm ở quán. Tuy là nó là một con màu đen bình thường thôi, chứ không phải là một con vân gỗ hay là con màu vàng thì nó sẽ đẹp hơn, nó có giá trị hơn chút. Và tuy nhiên rõ là 301 Series 3 này thì là cũng là chất rồi. Con này thì bát là 20 nha quý vị, công suất là 250W, điện trở là 8 ohm. Còn cái tép của nó thì là 7,5 cm nhân 2 cái. Đấy thì em cũng sẽ quay thêm một số con ở cái khu vực này cho quý vị cùng xem chút. Lâu ngày em cũng mới ra. Đây có là bao gì? Bao 125 hình như nằm đây khá lâu rồi nên cũng không quay nữa. Đây thì có một đôi 101 IT giá 11.000. Dương khoảng tầm 2 triệu 3 bên này. Về Việt Nam nó rơi vào tầm trên 3 triệu nhé, triệu 3 gì đó. Tuy nhiên em có một cặp như này, em có giao ra bán giá 2 triệu 8 về Việt Nam. Cũng 23101 IT như vậy luôn nha quý vị. 2 triệu 8 về Việt Nam đã bao gồm cước phí nha quý vị nhé. Nói chung là bằng 2/3 của cái giá đối ở quán. Dưới này là 101, có móc treo. Thì giá của nó cũng 11.000 luôn, đợi giờ là 2002, 150W nha quý vị, 6 ohm.
còn 101 IT thì có 60W là bình thường, còn khi mà công suất tối đa thì cũng là 150W. Nó là không to được như thằng 101 này, 11MM này. MM này thì nó là 150W luôn rồi. Mặc định rồi, nó nghe rất là to. Đối với dòng này cũng có một số dòng 101 MM thì cũng có bắt đầu từ 60W như thằng 101 IT này. Đấy, thì ở đây thì loa bow thì nó cũng chỉ có mấy bộ như vậy thôi. Đấy thì tạm thời em sẽ đi mua một vài đồ, thì em sẽ còn lại nhắc cái đôi 301 Series 3 này. Đấy thì em xin kết thúc video ngắn tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ trong thời gian vừa qua. Em cũng mong nhận được cái sự đóng góp ý kiến cũng như là ủng hộ của tất cả quý vị anh chị cô chú, cũng là rất là mong quý vị anh chị cô chú cho một đăng ký kênh, một like video nếu thích, để có thể là kênh được mạnh hơn, để quận được với nhiều quý vị anh chị cô chú hơn, và có thể là để theo dõi các cái sản phẩm thường xuyên em đăng trên kênh. Em xin chào và hẹn gặp lại video lần sau.